Mâu Ni. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao trụ, làm sao hàng phục của tâm ấy? Đó, cái chỗ này tôi nói rằng một phần đầu mở màn Kinh Kim Cang thì ngài Tu Bồ Đề hỏi câu này. Bây giờ gần tới hơn nữa thì ngài Tu Bồ Đề cũng hỏi câu này, phải không? Như vậy thì người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm, hoặc làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên sanh tâm như thế. Thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ này là cái chỗ rất khó hiểu, nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại thì quý vị thấy rõ. Ở đây Phật nói nếu mà người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phát tâm đó phải làm sao diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. À, nếu Bồ Tát thấy mình có độ chúng sanh á, thì không phải là Bồ Tát. Tại sao kỳ vậy? Diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh có diệt độ thì tương đối dễ rồi. Nếu thấy chúng sanh có diệt độ thì cái đó là không phải Bồ Tát. Tại sao không phải Bồ Tát? Bởi vì nếu mình thấy có diệt độ chúng sanh thì có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thiệt. Thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thiệt thì tỉnh là mê. Mà tỉnh mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát được? Như vậy mà bây giờ có nhiều người xưng cái này xưng cái kia đó là tỉnh hay mê. Vậy thì mình nghĩ sao, xử sự làm sao với mấy gì đó? Nói tôi được cái này, tôi được cái kia, vân vân. Thì đó có tướng ngã tướng nhân không? Mà đã có tướng ngã tướng nhân thì đâu phải là thứ thiệt, phải không? Cho nên đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là giác. Mà giác cái gì? Thấy chúng sanh không thiệt, thấy cái quả vị không thiệt. Đó là đoạn sau này mới nói về cái quả vị không thiệt. Đây, nói rằng vì cớ sao Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như trước không có cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, đây không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì pháp là cái để mình được, ngã là cái hay được, phải không? Cái bị được thì cái hay được. Nếu thấy cái hay được không có thì cái bị được có không? Đó. Bây giờ chúng ta cứ nhìn, nếu thấy mình thiệt thì các sự vật phải thiệt, và thấy mình giả thì các sự vật phải làm sao? Cũng phải giả. Còn nếu thấy mình giả mà cái sự vật bên ngoài là thiệt thì cái thấy nó chưa phải là thấy đúng. Vì vậy cho nên ở đây nó không có pháp nữa. Ngã không thì pháp cũng phải không. Mà ngã không pháp không thì cái đó mới là giác ngộ tròn đầy. Chứ còn nếu thấy cái ngã không mà cái pháp có thì giác ngộ có phần nửa thôi, chứ chưa có tròn đầy. Cho nên ở đây Phật phá luôn cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có nữa. Vì vậy ngài nói: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao?
Như Lai ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy. Như chỗ hiểu của con, Phật nói, nghi nghĩa của Phật nói, Phật ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói: đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Nhiên Đăng tức không thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng cùng ta thọ ký rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy mới thấy người tu muốn viên mãn công đức thì nơi mình không chấp ngã chúng sanh thọ giả, không chấp pháp cái để được, cái để mình chứng. Thấy có cái được cái chứng thì đó là còn ở trong cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả chưa có hết. Vì vậy mà phải dứt sạch hai cái đó. Nhưng bây giờ người tu mình sao? Lâu lâu gặp ai nhập thất và cả trên núi xuống, hãy tu chứng được cái gì rồi? Phải không? Tu chứng được cái gì rồi thì hỏi câu đó rồi trả lời sao? Nếu người nào muốn cho ngon lành chút, tôi tu bây giờ chứng được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm gì rồi, cái thì bái phục khen quá, phải không? Như vậy thì còn có cái ngã để chứng, để tu, và có cái pháp để chứng. Thì như vậy ngã pháp còn nguyên. Mà ngã pháp còn nguyên thì cái mê cũng còn nguyên, chưa có thoát khỏi cái mê. Đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải khéo thấy rõ ràng. Rốt cuộc rồi, không có cái sở đắc sở chứng. Mà không có sở đắc sở chứng, Đức Phật Thích Ca mới được Phật Phật gì? Ngài thọ ký sau này thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu có sở đắc sở chứng thì Phật không có thọ ký đâu, phải không? Vì cái sao Như Lai đó, tức là các pháp, là cái nghĩa như của các pháp. Như Lai, thường thường chúng ta tán Phật là Đức Phật Như Lai. Như vậy Như Lai là gì? Như Lai là cái nghĩa như của các pháp. Nghĩa là như như bất động, không sanh, không diệt, không đối đãi. Đó là Như Lai. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ở trong đó không thật, không hư. Nghĩa là cái mà Phật được vô thượng chánh đẳng giác, trong đó nó không thật, không hư, không còn hai đối đãi. Nếu còn hai đối đãi thì Phật chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ vậy, còn thật, còn hư là còn đối đãi. Mà còn đối đãi, còn sanh diệt thì làm sao mà như như được? Cho nên Phật không có được cái đó. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao mà không có thật không hư rồi tất cả pháp đều là Phật pháp? Sao vậy? Nói rằng chỗ được của Phật là không thật không hư đó. Như vậy thì thấy tất cả pháp là Phật pháp. Bây giờ quý vị nghĩ sao vậy câu đó? Cái câu mà hồi xưa tôi thuộc lòng mà tôi rất quý. Quý vị hồi xưa đọc ở trong cái bài sám hối trước khi tụng Pháp Hoa đó, có câu nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, như ngã bất liễu tùy vô minh lưu, vân vân đó. Rồi tôi thấy câu này quá hay. Nhưng bây giờ hỏi tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp? Trả lời được cái đó là mới hay đó. Chứ còn không có hiểu thì nghe nói tất cả pháp đều là Phật pháp, như vậy thì mình thấy cây tùng cây bá cũng Phật pháp hết, phải không? Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, ở Phật được cái pháp vô
Vô thượng chánh đẳng như giác là ở trong ấy không thật không hư, tức là không có một tí đối đãi, không đối đãi cho nên không sanh diệt. Thế nên nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhìn tất cả pháp, tất cả sự vật, tất cả con người mà mình không có cái niệm nổi lên phân biệt so sánh thì pháp nào, người nào cũng là Phật pháp hết, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ, mình ra chợ, đi từ đầu chợ tới cuối chợ, thấy hết, biết hết, ai bán, ai làm gì, ai mua gì mình biết hết, mà về không có nhớ một cái gì hết, thấy qua rồi thôi. Thì như vậy thấy qua rồi thôi, tâm không động, không vướng, có phải Phật pháp không? Đó. Còn nếu mình vô chùa ngồi trước mặt Phật để mà tọa thiền, mà khi ngồi xuống rồi cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, thì đó có Phật pháp không? Ngồi trước Phật mà không có Phật pháp. Còn mình đi vô chợ mà tâm không vướng, không dính cái gì hết, nó vẫn như như, thì đó là Phật pháp rồi. Như vậy thì cái tất cả pháp mà thành Phật pháp được là do ở trong tâm mình không còn niệm đối đãi. Không đối đãi thì không vướng mắc, mà không vướng mắc thì cái gì cũng là Phật pháp. Như vậy thì nếu thấy tất cả pháp đều là Phật pháp thì đó là mình đương giác. Vậy đó, mình không chịu giác rồi cái tùy vô minh lưu, trôi theo cái dòng vô minh, chạy tới bây giờ trồi lên hụt xuống mãi không có ra khỏi. Chứ đâu có cái pháp gì là pháp mà trói buộc mình. Tại vì mê lầm, mình đuổi theo, cho nên trở thành ra nó chìm đắm. Cho nên biết rồi thì chúng ta thấy tất cả pháp đều là Phật pháp, khi tâm không còn có niệm phân biệt hư thật, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, vân vân. Tu Bồ Đề, thí như có người thân, có người thân dài lớn. Tu Bồ Đề, thưa Bạch Thế Tôn, Như Lai nói, cái người thân dài lớn tức là không phải thân dài lớn, ấy gọi là thân dài lớn. Nói lớn, nói dài, nói to, nói nhỏ gì đó. Thì Phật nói cái thân dài lớn đó mà không phải là thân dài lớn. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu khởi là nói thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói, tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Nó lặp đi lặp lại cái đoạn này thật là rõ ràng để cho mình biết mình tu. Bởi vì nếu mà thấy có lớn thì phải có nhỏ đối đãi, mà bây giờ nếu mà thấy có lớn thì đó là không phải lớn rồi, nó không thiệt, thì cái nhỏ cũng không thiệt. Như vậy cho nên nói rằng thân lớn tức là không phải lớn. Phật nói cũng vậy đó. Nếu mà Bồ Tát mà khởi nghĩ rằng ta sẽ diệt độ vô lượng vô số chúng sanh, tức không phải là Bồ Tát, vì còn thấy có chúng sanh thiệt và thấy có cái ta thiệt. Cho nên hai bên nó còn ngã và còn chúng sinh. Vì vậy mà không phải Bồ Tát. Vì vậy mà nói rằng thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Còn thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả là chưa có thấy pháp. Nếu Bồ Tát khởi cái nghĩ, khởi nói rằng ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó tức là không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông suốt không có Phật ngã, không có pháp, nói vậy cho rõ. Như Lai nói gọi đó là chân thật Bồ Tát. Bồ Tát thấy không có ngã, không có pháp, đó mới là chân thật Bồ Tát.
Còn thấy có ngã pháp thì Bồ Tát giả hiệu, phải không? Như vậy thì chúng ta hiện giờ thứ nào? Thứ thiệt hay thứ giả? Tất cả tu đều ở trong cái tướng hư giả, rồi từ bám vào cái hư giả đó mà chúng ta tạo nên tất cả những cái hư giả khác, rồi đặt ra địa vị này bật nọ lung tung lang tang, chứ rốt cuộc rồi thì đều ở cái mê và cái giác. Thôi bữa nay trả lại bài cũ thôi, chưa có bài mới. Học kinh Kim Cang mà chúng ta thấm được là vì chúng ta khéo thấy rõ cái chỗ Phật nói, nhận ra được cái lẽ thực, cái chân lý mà Phật chỉ thì chúng ta mới thấy hay. Còn nếu học để biết chữ biết nghĩa mà nói thì không bao giờ thấy hay. Mà nếu chúng ta học cái này rồi thì có những Bồ Tát giả hiệu nào đó thì chúng ta biết liền, không có lầm, phải không? Chứ còn không có học vậy rồi nghe ai xưng cái gì đó, vỗ ngực nói được cái gì đó, chúng ta dễ lầm lắm. Nên cái học để rồi thấu suốt lẽ hư thực, đừng lầm lẫn, và chúng ta cũng không tự mê lầm trong cái sự tu hành của chính mình. Mình tu, mình biết lúc nào là chánh, lúc nào là tà. Vừa tu mà với cái niệm mong rằng được người ta quý trọng mình, được người ta khen ngợi mình, niệm đó chánh hay tà? Dù rằng mình nói ráng tu cho hay để người ta khen thì cái đó dường như tốt chứ, phải không? Mình ráng tu, nhưng mà cái tiếng khen đó là cái tà mất rồi. Mình tu là mình tu vì muốn qua khỏi cái sông mê, lên bờ giác mà mình ráng bơi lội lên, làm việc đó việc để mình thoát khổ. Còn chuyện khen chê là quyền người ta, mình không có gì quan trọng hết. Đó là cái trọng tâm của người tu. Cho nên tất cả tăng ni hiểu ứng dụng tu cho đúng thì cái kết quả nó mới được như ý, như nguyện. Còn nếu mình hiểu không đúng, tu không đúng thì cái kết quả sẽ ngoài cái sở nguyện của mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả nhớ hơi nghĩ. Vậy thì ngày mai tiếp tục bài mới. Tất cả hồi hương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, phiền nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mô Phật Bổn Sư tiếp, tức là cái đề là nhất thể đồng quán, phần thứ 18. Đây tôi chỉ cắt nghĩa thôi chứ tôi không có đọc chữ để mất thì giờ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế. Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng?
Bạch Thế Tôn, như thế Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Hằng Hà, trong cái sông Hằng Hà có bao nhiêu thứ cát? Phật nói là cát chăng? Bạch Thế Tôn, như thế Như Lai nói là cát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong một sông Hằng Hà có bao nhiêu cát? Những cái sông Hằng Hà đồng như cái số cát đó. Ấy là, thì trong các cát, trong cái số cát trong các sông Hằng Hà mà thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng Hà, như thế thật là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, đầy dãy trong cõi nước có bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải biết. Vì kể sao? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm, ấy gọi là tâm. Vì kể sao? Này Tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là một đoạn. Quý vị nghe cái đoạn này, trước tiên là Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Phật có đủ ngũ nhãn hay không? Phải không? Từ nhục nhãn cho tới thiên nhãn, cuối cùng là Phật nhãn. Hỏi sư Như Lai có đủ năm con mắt đó không? Thì Ngài Tu Bồ Đề xác nhận rằng có đủ năm con mắt như vậy. Rồi kế đó, Phật hỏi như trong sông Hằng có bao nhiêu thứ cát? Rồi có những cái nước, cái bao nhiêu thứ cát đó, rồi mỗi một hạt cát đó là một sông Hằng Hà nữa. Rồi một hạt cát là sông Hằng Hà. Như vậy cát cõi Phật nhiều như số cát của cát trong sông Hằng Hà. Rồi tất cả như vậy đó là nhiều hay ít? Bây giờ quý vị tưởng tượng nhiều ít. Nội cát sông Hằng Hà không tính không nổi rồi, phải không? Mà cái số sông Hằng Hà bằng số cát đó thì chừng bao nhiêu sông Hằng Hà? Không có vô số. Rồi trong mỗi cái sông Hằng Hà đó có bao nhiêu thứ cát, mà những hộp cát đó là một cõi Phật. Như vậy thì cõi Phật nhiều ít? Không thể nào tính hết được, cho nên nó rất nhiều đó. Rồi Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng ở trong các cõi nước ấy có bao nhiêu thứ tâm của chúng sanh, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thải đều biết. Như vậy thì một con sông Hằng Hà mà tính số cát thì chúng ta tính không nổi rồi, mà mỗi hạt cát trong sông Hằng Hà là một sông Hằng Hà nữa, là tính số sông Hằng Hà không, tính ra chưa? Rồi một hộp cát của những sông Hằng Hà đó là một cõi Phật. Rồi chúng sanh trong các cõi Phật đó bao nhiêu thứ tâm Phật biết hết trơn. Như vậy thì Phật biết nhiều ít? Như vậy thì cái lời Phật nói đó chúng ta nghe thật là khó hiểu, nó là quá sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà Phật nói câu sau cái thì mình thấy rõ, không phải là khó hiểu nữa. Tại sao Phật biết hết? Như Lai nói các tâm đều là phi tâm. phi tâm cho nên hiểu hết, thế nên gọi là tâm. Vì cớ sao? Đó, đây Ngài nói giải thích. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc,
vị lai tâm bất khả đắc. Cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu mà Ngài muốn dạy cái tâm bất khả đắc của mình, mà Ngài phải dùng tới ngũ nhãn, rồi dùng vô số cõi nước, vô số chúng sanh, để rồi kết thúc lại là tất cả tâm bất khả đắc. Hiện giờ quý vị nhớ có chỗ nào nói về quá khứ tâm không thể được, vị lai tâm cũng không thể được, chỉ là hiện tại, có nhớ câu đó không? Xuất phát từ đâu? Ai nhớ cái đó giỏi? Nếu không nhớ thì tôi nhắc cho nhớ. Trong Trung Bộ Kinh, phải không? Mà cái bài nói về cái gì nhớ không? Nhất dạ là một đêm, người hiền trong một đêm. Thì trong đó bản dịch: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Đọc cái này để rồi quý vị nhìn lại hai cái bản: bản Kinh A Hàm, bản Kinh Kim Cang. Cái kia quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là quá khứ không được, vị lai không được rồi. Tại sao không được? Quá khứ đã đoạn tận, tức là đã qua mất. Tương lai thì chưa đến. Chưa đến, cái qua mất, cái chưa đến mà mình truy tìm, mình ước vọng làm gì mất công? Bây giờ chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Đó. Dùng cái trí tuệ quán chiếu chính ở chỗ đó. Nhưng mà ở đây Phật lại nói quá khứ không bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc luôn. Thì như vậy thì sao? Ông Phật trước cho ông Phật sau nói khác không? Đó. Mà khác tại lý do gì? Đó là một cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta học để hiểu cho tường tận cái nhìn, cái thấy của từng giai đoạn mà Đức Phật dạy chúng ta. Bởi vì đứng về A Hàm á, thì dạy chúng ta không có nghĩ tới cái quá khứ, vì cái quá khứ nó đã qua mất. Thì quá khứ đã qua mất thì cái đó đâu còn để mà nghĩ. Thì dừng cái tâm nghĩ quá khứ, rồi không ước mong gì vị lai. Vị lai chưa đến, chừng nào nó đến thì biết. Ước mong chi đó, thì bớt được cái vọng tưởng quá khứ, vị lai. Chỉ sống với cái hiện tại. Hiện tại là gì? Thí dụ như theo tinh thần A Hàm, hiện tại giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm hiện tại là sao? Đi thì nhớ chân mình, dở bước lên, để bước xuống, phải không? Cất bước lên, để bước xuống, từng cái bước mình cột tâm ở đó, chỉ có cái niệm hiện tại đó thôi. Hoặc là mình làm cái gì thì cũng thấy những cái hành động đó, cột tâm ở chỗ hành động đó, thì như vậy đó là được, là trúng. Thì như vậy chỉ có hiện tại thôi. Mà quán chiếu như vậy thì mình dứt được cái tâm quá khứ, dứt được cái tâm vị lai. Còn ở đây nói quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc luôn, vị lai bất khả đắc nữa, thì còn cái gì cột? Thì sao? Với cái nhìn của Ngài Thần Hội, Ngài nói sao? Trong ba thời mà còn một thời nào thiệt thì cũng đó là sai lầm. Bây giờ tôi nói thí dụ, một chiếc xe chạy nhanh, mình ngồi trên chiếc xe, rồi có người ngồi trên xe rồi nói rằng ở sau đuôi chiếc xe là quá khứ, mình đã qua, phải không? Còn ở trước đầu xe là vị lai,
là chưa tới, mình đương lướt tới. Còn ngay chỗ xe mình đang chạy đó là hiện tại, phải không? Nhưng mà xe đang chạy chỉ dùng cái hiện tại. Tôi coi, ví dụ đang chạy tới cái số 100 đó, đây số 100 nó chạy tuốt kia rồi, mà vừa nói số 100 là đã quá số 100 rồi, thì làm sao còn nữa. Hiện tại là một dòng, một chuỗi biến chuyển, thì đâu có cái hiện tại. Rồi sao đây? Nhưng mà kia phải nhớ cái hiện tại. Thì quý vị nghĩ sao? Cái nhìn trước là chân lý hay cái nhìn sau là chân lý? Cái nào? Bởi vì trong A Hàm dạy, thí dụ thì đi, đứng, nằm, ngồi, mình đều nhớ hình ảnh bất tịnh, chứ không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện vị lai, chỉ nhớ bất tịnh không, thì lúc đó chánh niệm không? Đó là chánh niệm, phải không? Còn nếu mình quán vô thường thì không nhớ chuyện quá khứ, vị lai gì hết, chỉ nhớ hiện tại là cái vô thường, thì đó là chỉ có niệm hiện tại. Còn với kinh Kim Cang thì ba thời không được. Thì giờ nhớ cái gì đây? Giờ nhớ cái gì? Mà như vậy thì kinh Kim Cang nói có khác với kinh A Hàm hay không? Khác không? Bây giờ hỏi quý vị, kinh A Hàm Phật nói gì hạng người nào? Hạng người nào? Thanh văn duyên giác thôi, phải không? Thằng kinh này nói với ai? Đại thừa và tối thượng thừa. Đó. Mà thanh văn duyên giác thì còn có chỗ trụ để cho họ giữ tâm. Bỏ cái quá khứ, không cho tưởng tượng vị lai, nhưng mình đang quán cái gì đó, phải giữ cái hiện, quán hiện tại đó. Đó. Thành nó có cái chỗ để giữ tâm. Còn ở đây cho biết rằng thời gian là không thiệt. Mà thời gian không thiệt thì quá khứ, vị lai, hiện tại đều là không thiệt. Thấy không? Nếu hiện tại thiệt thì quá khứ phải thiệt, vị lai phải thiệt. Mà quá khứ hiện tại không thiệt, vị lai không thiệt, thì hiện tại cũng là không thiệt. Không thiệt mà mình giữ cái đó sao được? Như vậy thì biết thời gian không thiệt, rồi biết muôn vật không thiệt. Mà nếu nói về thời gian á, thì tất cả chúng ta có cái bệnh mắc kẹt ở thời gian. Mà nhất là sống hiện tại đây, sống lệ thuộc vào thời gian. Có không? Đi phải mang đồng hồ theo, lát coi đồng hồ mấy giờ, có lệ thuộc nữa không? Ngồi trong xưởng lát coi giờ mấy giờ. Nghĩa là như vậy, cả ngày mình lệ thuộc vào thời gian. Mà mình lệ thuộc vào thời gian, tức mình bị lệ thuộc vào cái một chuỗi dài sinh diệt. Mình đang lệ thuộc vào cái sinh diệt, có phải vậy không? Thời gian là sinh diệt, mà mình lệ thuộc vào cái đó, tức là lệ thuộc vào cái sinh diệt. Còn ở đây muốn mình thoát ra khỏi cái sinh diệt, sống với cái vô sanh, thì làm sao mà chấp nhận thời gian được? Đó. Quý vị nhớ cho thật kỹ vậy đó. Cho nên mình học, mình phải thấu suốt được lý đó thì mới thấy rõ tất cả cái thuộc về thời gian đều là cái ước định của con người, chứ nó đâu phải là lẽ thật. Đó, thì ví dụ như thời gian nói là thật, thì thời gian 12 giờ trưa của mình là mấy giờ bên Mỹ? Đó, thì nó thật sao được, phải không? Nó quay mà nó đâu có cái gì thật. Mà ước định để mà dùng với nhau, để mà sắp đặt công việc với nhau thôi. Rồi mình cho đó là thật thì mắc kẹt. Hiểu rõ thì thời gian quá khứ hiện tại đều là không thật hết. Cho nên bất khả đắc. Bởi ba thời không thấy được, cho nên rồi
tâm không bị cột trói trong ba thời. Như vậy thì đối với cảnh thì cảnh không thiệt, cho nên không bị cột trói ở cảnh. Đối với thời gian không thiệt, khỏi cột trói ở thời gian. Giải thoát chưa? Không cột với cảnh, không bị buộc với thời gian thì mình tự do rồi. Đó, đó là cái chỗ rất là đặc biệt của Kinh Kim Cang. Nghĩa là thấu suốt như vậy thì biết cái gì mà con người ước định để mà sắp đặt cuộc sống của mình, thì những cái đó là tự mình bịa ra, tự mình bày ra, chứ nó không có thật. Mà không thật thì không nên lấy cái đó làm chuẩn. Như vậy thì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, lúc đó tất cả cái tâm quá khứ, hiện tại, vị lai nó đều không được hết, thì mình có chịu theo cái tâm nào không? Cho phép nó nghĩ cái nào không? Nghĩ quá khứ thì đã qua, nghĩ vị lai chưa đến, nghĩ hiện tại sinh diệt luôn không thiệt, thì những cái tâm đó đều là không thiệt. Nên không có tất cả tâm. Cho nên vì vậy mà nói phi tâm. Bao nhiêu thứ tâm như là đều biết. Biết làm sao? Như nói rằng tâm không phải là tâm, ấy gọi là tâm. Cái tâm mà biết quá khứ hiện tại vị lai đó là không phải tâm. Nó là cái tướng mạo sinh diệt tạm thời, hư dối, chứ nó không có cái nào thiệt hết. Như vậy thì quá khứ hiện tại vị lai không thiệt, thì mình còn mơ ước nghĩ tưởng cái gì? Như vậy thì bây giờ chúng ta biết tâm nhau hết chưa? Biết hết chưa? Bởi vậy biết rồi nên khi nào nghĩ, tôi biểu quý vị nói nó là vọng đó. Phải không? Vừa khởi nghĩ nó là vọng, là dối. Biết rõ nó là dối rồi thì đừng theo nó. Dù nó nghĩ quá khứ hiện tại vị lai gì cũng là vọng hết trơn. Đó. Như vậy đó là mình đã thấu triệt được cái tâm rồi. Tuy mình chưa được đầy đủ ngũ nhãn như Phật, mà mình cũng biết được tất cả tâm chúng sinh rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta biết được tất cả tâm nghĩ về quá khứ, vị lai, hiện tại đều là tâm sinh diệt, không thật. Biết rõ vậy là biết tất cả tâm. Như vậy mình tu chỉ nói vọng cái là đủ hết ba thời trong đó, phải không? Nghĩa là tất cả chú nào nghĩ cái gì dấy lên đều biết nó là vọng cái rồi. Khỏe ru, đơn giản làm sao. Đó, để thấy rõ cái tu nó hợp lý với cái kinh điển nào. Chứ nhiều khi quý vị không có hiểu thì nói trong kinh A Hàm Phật nói ngay cái tâm hiện tại đó, mà sao đây cái gì cũng nó vọng hết trơn hả? Thì sai sao được, phải không? Đó, phải hiểu trường hợp kia nói nó là được ngay trong hiện tại là tốt, là để phá được cái niệm quá khứ vị lai. Rồi niệm quá khứ vị lai nó qua rồi, mình cột trong hiện tại thì tâm tương đối nó yên, nó định. Còn ở đây định là không có một chỗ nào vướng mắc hết. Thời gian quá khứ, thời gian vị lai, thời gian hiện tại đều là một chuỗi dài sinh diệt, nó không có cái gì thiệt. Như vậy hiểu đoạn này chưa? Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao nếu có người đem của báo đầy dãy cả tam thiên đại thiên thế giới dùng bố thí, người ấy do cái nhân duyên này được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, người này do cái nhân duyên đó được phước đức nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai nói Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều, do phước đức không, nó đủ là không thật, cho nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Sao mà nó ngược ngạo vậy? Nếu phước đức có thật thì Như Lai nói sao? Như Lai nói chẳng nói được phước đức,
Nếu phước đức có thật thì Như Lai nói chẳng được phước đức. Bởi vì phước đức không thiệt cho nên Như Lai nói phước đức nhiều. Sao lạ đời vậy? Như thường thì chúng ta nói nếu mà phước đức có thật thì mới nói là phước đức nhiều. Còn nếu phước đức không thật thì nó không có phước đức, phải không? Còn cái này tại sao nói phước đức có thật thì không nói được phước đức nhiều? Do phước đức không thật nên nói phước đức nhiều. Dễ hiểu không? Hiểu sao? Bởi vì nói ít, nói nhiều là trên cái tạm bợ, giả đặt, so sánh, phải không? Mà đã là tạm bợ, giả đặt, so sánh thì làm sao thiệt được? Nó, cho nên đứng về mặt không thiệt đó thì nói nhiều vì đối đãi so sánh. Còn đứng về chỗ chân thật thì không nói ít, nói nhiều. Nó không có nói cái này là thật, cái này là hư, cái này là nhiều, cái kia là ít. Không có những cái đó, không có đối đãi so sánh. Cho nên nếu mà phước đức thật thì Như Lai không nói là phước đức nhiều. Do phước đức không thật nên Như Lai nói phước đức nhiều. Hiểu chưa? Nó có những cái lạ như vậy đó. Đó là nói phước đức nhiều ít. Này Tu Bồ Đề, ý ông ý sao Phật có thể dùng cái sắc thân đầy đủ tướng tốt mà thấy chăng? Cụ túc tức là đầy đủ 32 tướng tốt đó. Phật có thể dùng cái sắc thân đầy đủ tướng tốt mà thấy chăng? Này Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, không thấy hay là không được. Như Lai không nên dùng cái sắc thân đầy đủ mà thấy. Vì cái sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ tức không phải sắc thân đầy đủ, ấy gọi là sắc thân đầy đủ. Đó, nói thật là nghe nó trục trặc quá chừng. Nghĩa là Phật hỏi giờ Như Lai có thể dùng cái sắc thân đầy đủ là có đủ 32 tướng tốt đó mà thấy chăng? Thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thưa rằng không thể dùng cái sắc thân đủ 32 tướng tốt mà thấy Phật. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì Phật nói sắc thân đầy đủ 32 tướng tốt không phải là sắc thân, ấy gọi là sắc thân. Tại sao không phải là sắc thân mà gọi là sắc thân? Bởi vì tất cả chúng ta gần đây ai cũng muốn chiêm ngưỡng Phật, cũng mong ước được thân đẹp như Phật, phải không? Phật có thân 32 tướng tốt, mà ai có thân 32 tướng tốt đó thì tu hành mới ngộ đạo thành Phật. Cho nên mình thấy 32 tướng tốt của Phật, mình ước mơ mình được những tướng tốt để mình tu chống thành Phật. Vì vậy mà thấy có tướng tốt, tưởng rằng có đủ 32 tướng tốt mới tu thành Phật. Ở đây Phật muốn chỉ cái đó chưa thiệt, cho nên Ngài mới nói nếu mà lấy đầy đủ sắc thân thì không phải là đầy đủ sắc thân, ấy gọi là đầy đủ sắc thân. Tại sao? Vì cái sắc thân đẹp xấu là đối đãi, phải không? Thì nói Phật có sắc thân đầy đủ 32 tướng tốt đó mà mới gọi là thân Phật. Thì như vậy cái sắc thân đầy đủ đó là đối đãi với phàm phu cái thân xấu xí một chút. Lấy cái đẹp đối với cái xấu, lấy cái mà đầy đủ đối với cái khiếm khuyết. Như vậy là cái sắc thân đó là đối đãi, mà đối đãi cho không phải, nên không phải là sắc thân. Nhưng vì đối đãi tạm gọi là sắc thân vậy thôi đó. Như vậy thì sắc thân 32 tướng tốt của Phật đó là tạm gọi chứ không phải là thật đó. Nói vậy cho chúng ta thấy rõ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Như Lai có thể dùng cái tướng, các tướng đầy đủ mà thấy chăng?
do các tướng đầy đủ mà thấy chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không vậy. Như Lai không nên do cái các tướng đầy đủ mà thấy. Vì cớ sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ tức là không phải đầy đủ, ấy gọi là các tướng đầy đủ. Thì cái này cụ túc sắc thân, cụ túc tướng, vân vân, cũng là một ý đó thôi, phải không? Hai cái đó đều là một ý.